Chào mừng bạn đã quay trở lại với series Tự học guitar đệm hát, kênh của mình dành cho những người thực sự có đam mê và mong muốn được học một cách bài bản. Mình là Trường, đã theo học chuyên ngành guitar tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Để tiếp nối bài học lần trước, hôm nay chúng ta sẽ học về nốt nhạc trên dây số 6. Nếu bạn chưa biết về các ký hiệu viết tắt nốt nhạc thì hãy xem lại video mà mình có để link trong phần mô tả. Còn nếu bạn đã biết thì chúng ta sẽ vào ngay phần chính của bài học hôm nay. Ở dây 6, khi chúng ta gảy dây buông sẽ là nốt mi. Bấm cung 1 sẽ là nốt fa. Cung 3 nốt son. Cung 5 nốt la. Cung 7 nốt si. Cung 8 nốt đô. Cung 10 nốt rê. Cung 12 nốt mi. Ở những vị trí cung còn lại có thể là thăng hoặc là giáng. Ví dụ cung 2 của dây 6 có thể là fa thăng hoặc là son giáng. Vị trí cung 4 có thể là son thăng hoặc là la giáng. Tương tự với các trường hợp khác. Dây số 1 là dây nhỏ nhất trên đàn guitar. Khi gảy dây buông, nó cũng là nốt mi giống dây số 6. Vì vậy, các vị trí nốt trên dây số 1 cũng hoàn toàn trùng khớp với dây số 6. Ví dụ, ngăn 3 trên dây số 6 là nốt son, thì ngăn 3 trên dây số 1 cũng là nốt son. Ngăn 5 trên dây số 6 là nốt la, thì ngăn 5 trên dây số 1 cũng là nốt la. Vừa rồi, chúng ta đã được học vị trí các nốt nhạc trên dây số 6 và số 1. Bạn hãy cố gắng nhớ những vị trí đó. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở những bài học sau.